Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, chuyện cảnh thay hình cho quý bạn mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sách trời ghi rõ, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng, năm 2025, đổi vận giàu sang, làm một hưởng 10, trúng số độc đắc, tiên tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối đời, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2025 âm lịch, năm Ất Tỵ, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng, được tiên đoán là có rất nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khó khăn cũng sẽ đi kèm với đó, chính vì vậy mà con giáp này cần phải cẩn thận hơn, nghiêm túc cố gắng trong công việc của mình. Đặc biệt, nếu nữ tín chủ tuổi Mậu Ngọ biết nắm bắt được 3 cơ hội này, thì ắt sẽ cải biến được số phận, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, phát tài đổi vận mà giàu có hơn người, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, năm 2025 tới đây, tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, 3 cơ hội vàng đó là gì? Vận trình Mậu Ngọ nữ mạng sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội chi mã, tức là con ngựa ở trong chuồng, nữ cung khôn thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Năm sinh dương lịch từ mùng 7 tháng 2 năm 1978 đến 27 tháng 1 năm 1979. Năm sinh âm lịch, Mậu Ngọ, thiên can, mậu, tương hợp, quý, tương hình, nhâm, giáp, địa chi, ngọ, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, tý ngọ mão, dậu. Mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc xa trung kim, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh, tính cách hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Cuộc đời thường gặp quý nhân chỉ lối dẫn đường, khiến vận thế sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, dễ giành được thành công. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng khá lớn. Tiền vận lắm vất vả, nhưng hậu vận an nhàn, có thành công to về đường tài lộc vào khoảng năm 47 tuổi. Mậu Ngọ với nạp âm hành hỏa, do can mậu thổ ghép với chi ngọ hỏa, ta có hỏa sinh nhập thổ, tức chi sinh can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, dù cho năm xung tháng hạn có gặp nguy nan, nhưng vẫn dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Mậu Ngọ có nhiều hỏa tính trong tuổi, khi hỏa vượng hay suy vào lúc lớn tuổi, các bộ phận như tim mạch, ruột, miệng dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can mậu, cứng rắn, trực tính, nóng nảy, lòng đầy tự hào.
Càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi và chi ngọ chịu ảnh hưởng của chòm sao hai sư nằm ở phía nam hoàng đạo, nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui mau quên, mau chán, bất khuất ngang tàn nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Trong cuộc sống nữ tuổi Mậu Ngọ là người giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện, họ cũng là người giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt, bản tính tò mò hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng, con giáp này rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ, họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mậu Ngọ còn rất nổi bật với những ưu điểm như có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén, trong quan hệ tình người chân thành đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác phân minh, sống lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do thoải mái, ung dung tự tại. Có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ, trong làm việc nhanh nhạy dễ tiếp thu cái mới. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang, họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm, lúc gặp khó khăn sẽ hay dao động, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ. Một số Mậu Ngọ cũng ham thích mua sắm, hay sinh hoạt xa hoa buông thả, tình cảm dễ bị kích động tùy hứng, số đông tính tình nóng nảy, thiếu kiên trì nhẫn nại, đôi lúc lại chủ quan cố chấp và không lường tới hậu quả khi hành động. Trải qua chặng đường khó khăn vất vả, nhưng Mậu Ngọ vẫn là con giáp lạc quan tích cực, họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nỗ lực giải quyết triệt để những rắc rối đang gặp phải, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc. Chính vì vậy mà càng về sau họ càng nhận được nhiều phước lành trời ban, đúng là ở hiền gặp lành. Bước sang trung vận, được sự giúp đỡ của những quý nhân, làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, có được cuộc sống sung sướng an nhàn, đầy đủ từ khi về già, cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm thất bại không đáng có bởi sự chủ quan nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, phụ nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ là những người thành công, có gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt trong xã hội. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Mậu Ngọ trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Mậu Ngọ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp Ất là bình hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em, bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc chính vào sự nỗ lực của bạn. Nên bản mệnh có kế hoạch và phương án cụ thể cùng với tâm huyết bỏ ra, đừng trông chờ quá vào sự giúp đỡ của người khác thì ắt sẽ nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ Mậu Ngọ nhé. Xét về địa chi, địa chi của tuổi là Ngọ, gặp địa chi của năm là Tỵ, chủ về quan hệ bình hòa, năm này mọi công việc tuổi Ngọ dự báo không có những đổi mới. Mưu sự lớn nhỏ dựa vào chính mình, bản thân quyết định thành bại, chứ không phải yếu tố bên ngoài tác động. Trong năm nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là đương số chủ động thay đổi để nắm bắt hay không mà thôi. Xét về ngũ hành, hai hành hỏa gặp nhau, thúc đẩy tài khí vượng, tài lộc dồi dào, xuất hiện mối làm ăn lớn, quan chức gia tăng bổng lộc, con cháu được nhờ vả. Gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian cho người nhà. Nếu sắp xếp được gia đạo lại sớm ấm êm trở lại. Tiêu kết, bước sang năm Ất Tỵ 2025, nữ mạng Mậu Ngọ, sinh năm 1978, có thể yên tâm công tác trong lĩnh vực hiện tại. Công việc ít có sự cản trở hay gặp khó khăn nào, một số cơ hội phát triển cũng xuất hiện nhờ người thân mang tới. Thành bại vẫn do bản mệnh là chính, phương diện tài chính, tình cảm cũng ít điều phải trăn trở. Thứ hai, xem tử vi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng theo sao hạn. Năm 2025, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong cửu diệu niên hạn, sao Mộc Đức chính là một phúc tinh, sao tốt, mang lại điều tốt may mắn trong công việc, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, gia đạo bình an, hôn nhân hòa hợp.
Về đường công danh, người được sao Mộc Đức chiếu tới sẽ được quý nhân phù trợ, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp, thêm được nhiều bạn bè mới, thầy giỏi, bạn tốt, mở ra nhiều cơ hội trong học tập, sự nghiệp. Phụ nữ đang mang thai, được sao Mộc Đức chiếu thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn mang đến một số hạn xấu, đặc biệt là về sức khỏe. Nữ giới khi bị Mộc Đức chiếu mạng, cần đề phòng các bệnh về máu huyết khó đông, dẫn tới thiếu máu, mất ngủ, mệt mỏi, đồng thời cũng cần chú ý đến các bệnh về thị giác. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng. Có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp năm hạn chớ khinh thường tất an. Trong năm mệnh chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh, sẽ gặp nhiều may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng, có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn, cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai. Khi đang ở cát vận, may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc, gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi mậu ngọ theo niên hạn là tam kheo. Người xưa có câu thơ rằng, huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Câu thơ lục bát trên đề cập đến hạn tam kheo, sẽ là hạn dự đoán về đường sức khỏe của con người, đúng như vậy. Theo tử vi viết, hạn tam kheo chính là hạn về sức khỏe, trong đó đáng lo ngại nhất là bệnh về mắt, tay và chân. Đây là hạn dự đoán về đường sức khỏe của gia chủ, dù bạn là nam hay nữ, đều không thoát khỏi niên hạn chiếu mệnh, nhẹ thì bị chảy xước, đau xương khớp tay chân, nhưng nằm thì đa chấn thương, có khi dẫn đến tử vong. Do đó không nên chủ quan, xem nhẹ lời nhắc nhở này, lúc đi đứng hay tham gia giao thông cần cẩn trọng và chú ý nhiều hơn nữa. Những ảnh hưởng khác của hạn tam kheo. Đối với vấn đề sự nghiệp, người gặp phải hạn tam kheo, bên cạnh hạn sức khỏe, con đường sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Trong năm bản mệnh nên cẩn thận hơn với những người đồng nghiệp, bạn sẽ bị cảnh tai tiếng, thị phi, bị người khác đâm chọt và châm biếm. Tuy nhiên, trong mọi sự việc, mậu ngọ nữ mạng cần giữ bình tĩnh, thái độ hòa nhã, biết dĩ hòa vi quý, hóa giải những nạn xấu xung quanh. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân, ngoài ra gặp hạn này có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị, một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã, dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, con giáp này cũng không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng. Những người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, vào năm 2025, gặp vận niên, hổ nhập nội. Hổ nhập nội, nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn. Trong năm nay, bản mệnh kinh doanh thương mại, kinh doanh lúc đầu khó khăn, vất vả, nhưng nếu kiên trì và theo đuổi tới cùng, thì sẽ thu về nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong năm nay bản mệnh không nên thao tác mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha và làm phúc giúp người khác, như vậy sẽ gia tăng thêm cát khí ở các phương diện khác trong cuộc sống của mình. Thứ 5, xem vận hạn 2025, tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Mậu Ngọ cần tránh các năm tam tai là Thân, Dậu, Tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim Lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ 1978, Mậu Ngọ là 48 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm Kim Lâu thuê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ hoặc chồng. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ, chồng,
thì không sợ kim lâu thê. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Mậu Ngọ phạm tuổi, lục hoàng ốc. Phạm hoàng ốc, lục hoàng ốc. Có câu, lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Năm nay nữ mệnh Mậu Ngọ phạm lục hoàng ốc, đây là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Thái Tuế năm 2025. Mậu Ngọ 1978, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm Thái Tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm Ất Tỵ 2025 là trạch bại. Trạch bại là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1978 gặp trạch bại không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Tiêu kết, công việc năm nay của nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ có những bước tiến đáng kể. Nếu cố gắng quyết tâm thì dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Tuy nhiên, đương số phạm cả hoang ốc và kim lâu nên không thích hợp để đứng ra tiến hành các việc lớn trong nhà như lo liệu cưới hỏi cho con cái hoặc xây sửa nhà cửa. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng. Bước sang năm 2025, vận trình của Mậu Ngọ khởi sắc trông thấy, một mặt cục diện ngũ hành hỏa vượng, thúc đẩy tài khí, mặt khác lại có chính quan mộc đức cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn. Vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến, tài lộc cũng thuận, sự nghiệp gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư, thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau, chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, có dự báo tin vui và hỷ tín trong năm Ất Tỵ. Có điều, sức khỏe giảm sút hơn hẳn, hao tốn tiền bạc cho phương diện này. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng, năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025 đánh dấu bước trở mình của Mậu Ngọ ở phương diện công danh sự nghiệp khi được nhiều cát tinh hậu thuẫn, được cả sao chính ấn và chính quan, chủ về công danh chiếu mệnh, Mậu Ngọ lấy lại những gì đã mất trong năm 2025. Dù ở môi trường nào, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Thêm vào sự xuất hiện của sao Mộc Đức, cát tinh này có lợi cho cả nam và nữ trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Công việc trong năm có nhiều tín hiệu tích cực, kế hoạch tiến triển suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tham vọng dễ dẫn bạn đi đúng đường, đặc biệt nhờ thương quan trợ lực, người làm kinh doanh buôn bán cũng có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình. Công việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng. Có điều, nữ mạng tuổi Mậu Ngọ dù có đạt được nhiều thành công lớn, nhưng cũng vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần lưu tâm, để ý đến nhiều hơn phương diện này. Tử vi năm Ất Tỵ 2025 dự báo về phương diện tài lộc của Mậu Ngọ, nữ mạng, cũng sáng sủa không kém. Do công việc có nhiều thuận lợi, thêm vào đó là được quý nhân che chở, chỉ dẫn con giáp này dễ đến với thành công hơn. Tuy nhiên, để có thành tựu lớn, thì yêu cầu con giáp này sự kiên trì và tỉnh táo trong mọi vấn đề, chớ lơ là chủ quan nhé. Đối với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của bản mệnh cũng được đảm bảo, chỉ cần quý chị chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, các chị tuổi Mậu Ngọ cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm, túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bản mệnh cũng có thể nảy sang nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được.
Khi có những quyết định cực kỳ quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế những khoản mất mát không đáng có. Nhất là khi có nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế trong năm bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2025. Năm 2025 bản mệnh có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo, mối quan hệ làm ăn của mình. Gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành, giỏi giang, chăm ngoan, người đang sống độc thân có thể đón thêm cơ hội tình cảm. Tử vi Mậu Ngọ 2025, vận trình tình cảm có ấn tinh vượng, khiến bản mệnh trở nên dịu dàng, có nội tâm nhân hậu, nên dễ dàng được mọi người yêu quý. Với cách đối nhân xử thế hiền hậu, coi trọng nhân cách và nội tâm, bạn dễ dàng có được sự ủng hộ từ người thân hay bạn bè. Người độc thân vì vậy mà cũng dễ dàng tìm được mối nhân duyên cao. Ngoài ra với tinh thần trọng tình cảm, biết dùng nhân tâm, người này cũng có một cuộc sống vẹn toàn, hòa thuận, gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Về mặt sức khỏe năm 2025 của tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng. Trong năm này, Mậu Ngọ có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa, dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, Mậu Ngọ nữ mệnh cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe, bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, trong năm có hạn tam kheo, cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế đi xa, hay tới những nơi sông nước, hay đèo cao, vực sâu, tính mạng có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Lại thêm ảnh hưởng của bệnh phù hung tinh, người tuổi Mậu Ngọ rất dễ ốm đau hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết, nên chú trọng nghỉ ngơi điều độ và ăn uống khoa học. Dù bận rộn đến mấy, cũng không nên bỏ bữa hoặc không luyện tập thể thao, làm được điều này, tuổi Mậu Ngọ mới duy trì được thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi ra mùa. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu xanh đen như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng một cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay, chân. Ngoài ra, nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt nhất. Thứ bốn, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Ngoài ra, để tìm sự bình an cho cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật, điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Vâng thưa quý vị, theo truyền thống lâu đời của người Việt, việc chọn tuổi xông nhà vào ngày đầu năm mới là phong tục không thể thiếu để cầu tài lộc, may mắn. Điều quan trọng nhất là người đến xông nhà phải hợp tuổi với gia chủ và có tính cách hiền lành, tử tế. Xem tuổi xông nhà,
Xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Mậu Ngọ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Mùi 1991, tốt, Tân Sửu 1961, tốt, Tân Mùi 1931, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Quý Sửu 1973, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón hỷ thần, hướng Chính Bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình tử vi từng tháng âm lịch cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, vui xuân cùng gia đình, nhiệt huyết của những người tuổi Mậu Ngọ tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với bản mệnh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Vận trình tài lộc tương đối lạc quan, sẽ chi tiêu nhiều nhưng cũng gặp may mắn về tiền bạc, bản mệnh luôn thấy thoải mái và vui vẻ trong tháng này. Tháng này là tháng đầu năm mới, bản mệnh khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân. Bản mệnh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do hung tinh gây ra. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng kết quả lại không mấy lạc quan, nguồn thu nhập cũng không tương xứng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy xem tháng này là tháng thử thách bản thân, nếu vượt qua được, thời sắp tới bản mệnh sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Sức khỏe không tốt, chú ý bệnh tật dễ phát sinh, cẩn thận bệnh liên quan đến thiếu máu. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng Mậu Thìn, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ khởi động công việc trong thời điểm này rất tốt như làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Về tình cảm, bản mệnh bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Về tiền bạc, công việc trong tháng này khá thuận lợi, bản mệnh sẽ gặp nhiều vận may đưa tới về tiền bạc, có thể sẽ bội thu về tài lộc trong tháng này. Về phương diện công việc làm ăn, bản mệnh thấy mình tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra. Song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người dành cho bản mệnh. Về sức khỏe, tốt nhưng cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc của bản mệnh phải đi lại nhiều, cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, công việc cũng khá thuận lợi, gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của bản mệnh đều tốt, nhưng cần chú ý quan tâm gia đình nhiều hơn. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều người sẽ gặt hái được kinh tế cho gia đình. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý bản mệnh sẽ gặp áp lực,
hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe, bản mệnh tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ bước sang tháng 5 âm lịch, có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc, không nên tiến hành các việc lớn lao rất dễ thất bại. Công việc kinh doanh buôn bán chậm chạp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tài lộc không tốt, bản mệnh cần chú ý xung quanh có người ganh ghét, nên đề phòng để tránh điều thị phi. Về tình cảm, bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng sẽ có không ít người ganh ghét. Bản mệnh nên âm thầm làm mọi việc để tránh thị phi không đáng có. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có vận trình tháng 6 âm lịch tương đối tốt lành, hãy mạnh dạn làm những công việc của mình đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, bản mệnh được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn, đừng để công việc bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Bản mệnh hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Về phương diện công việc làm ăn, bản mệnh được đối tác, đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của mình. Bản mệnh hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ công việc nhất từ những người xung quanh. Về sức khỏe, bản mệnh tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn khi sử dụng các vật sắc nhọn, gây xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Đây là tháng cô hồn nên công việc của bản mệnh sẽ bị chững lại, nhưng bản mệnh lại có tin vui từ phía gia đình đem đến. Về tình cảm, bản mệnh được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn. Tâm trạng bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn trong tháng này. Về tiền bạc, tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của bản mệnh, nhưng lại có tin vui từ gia đình đưa tới. Về phương diện công việc làm ăn, tháng này là tháng mà theo quan niệm của người Việt thì mọi việc đều chậm và không nên triển khai mạnh trong tháng này. Bởi vậy về công việc của bản mệnh sẽ ít hơn. Về sức khỏe, tháng này sức khỏe của bản mệnh tốt, tinh thần thoải mái. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Với bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này đang có điềm báo, công việc tạo cho bản mệnh nhiều áp lực, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Điều này làm cho bản mệnh có cảm giác khó chịu, bản mệnh hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn để mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Về tình cảm, bản mệnh sẽ có nhiều tranh luận từ đồng nghiệp, gia đình. Bản mệnh nên nhẫn nhịn và quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn để tạo thiện cảm, từ đó gia tăng sức ảnh hưởng của bản thân. Về tiền bạc, bản mệnh tháng này sẽ không tốt về tài chính, mọi dự định đầu tư kinh doanh, đầu tư tài chính, bản mệnh nên cẩn trọng tránh đầu tư không thu lại kết quả như mong đợi. Về phương diện công việc làm ăn, bản mệnh bận rộn với công việc hiện tại nhưng không được như ý muốn. Bản mệnh nên tạo cho mình tính kiên trì và thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra một cách bài bản hơn. Về sức khỏe, đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy stress nhiều, bởi vậy hãy rèn luyện tâm trí mạnh mẽ hơn và nên tham gia hoạt động thể thao nào đó để nâng cao sức khỏe. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng 9 âm lịch, được tam hợp trợ mệnh, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ có vận trình khởi sắc đáng kể, bản mệnh cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Với những thử thách trong công việc được cấp trên giao phó, bản mệnh đã thể hiện rất tốt cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trong xử lý công việc. Cấp trên đã mở ra nhiều cơ hội để cho bản mệnh có thể gia tăng thêm thu nhập cho mình. Tài lộc có nhiều điểm sáng, thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc tháng này tương đối tốt, nhưng bản mệnh cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Về tình cảm, bản mệnh sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vận trình công việc của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của bản mệnh đều tốt,
Thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Người đang còn độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, bản mệnh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều, bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều tài lộc. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý bạn sẽ gặp áp lực. Bản mệnh hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe, thì bản mệnh tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng này bản mệnh đang gặp hung tinh ngáng trở, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống không được như ý. Cuộc sống luôn có nhiều biến động và lúc này không tốt, nhưng không phải tất cả đều không tốt. Bản mệnh nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh, để cho tâm hồn mình được thư thái hơn, hãy suy nghĩ tích cực và cho bản thân nhiều cơ hội rồi vận may sẽ tới. Ngoài ra trong tháng này cũng không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, bản mệnh nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Bước sang tháng mới được tam hội che chở, bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trông tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra, song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người. Bản mệnh tuổi Mậu Ngọ trong tháng công việc phát triển rất tốt như làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Về tình cảm, bản mệnh bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Về tài lộc, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng này, có nhiều vận may đưa tới về tiền bạc. Bản mệnh sẽ có một tháng bội thu về tài lộc. Về sức khỏe tốt, nhưng bản mệnh cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc bản mệnh phải đi lại nhiều, cần chú ý cẩn thận dễ gặp tai nạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.